Nga bác khả năng đàm phán, khẳng định tiếp tục tấn công đến khi Ukraine đầu hàng. Xe tăng T-90M và T-80 BVM của Nga xung trận, Ukraine tuyên bố bắn hạ. Đức rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan sau khi bị Nga tung thông tin tình báo. Siêu thứ ba ở Mỹ, phép thử sức mạnh chính trị của lĩnh vực tiền điện tử. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm song vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, thậm chí ngày càng bế tắc và có nguy cơ trở thành cuộc chiến kéo dài. Cùng với đó, khả năng diễn ra một cuộc đàm phán giữa hai bên cũng là một điều gì đó mơ hồ. Giữa bối cảnh này, trong một bài phát biểu ngày 4 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Ukraine đầu hàng. Ông mắc khả năng hòa đàm với chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Medvedev nhấn mạnh, bất cứ chính quyền tương lai nào của Ukraine muốn đàm phán với Nga cần phải công nhận tình hình trên thực địa. Ông Medvedev gọi chính quyền hiện tại của Ukraine là mối đe dọa lớn với các chính sách chống Nga. Ông cũng cho rằng Ukraine đã rơi vào bẫy do Mỹ và các đồng minh đặt ra, là biến Kiev thành vũ khí để chống lại Nga. Ông Medvedev cho biết Nga không quan tâm đến việc chinh phục lãnh thổ. Ông khẳng định Ukraine có tài nguyên thiên nhiên dồi dào thì Nga cũng có rất nhiều. Theo ông, người Ukraine đã trở nên bối rối trước sự tuyên truyền của phương Tây. Nhưng cốt lõi của họ là có những giá trị và lối sống giống người Nga. Hòa đàm giữa Nga và Ukraine đã đình trệ kể từ tháng 3 năm 2022. Nga cáo buộc phương Tây gây sức ép khiến Kiev rút khỏi đàm phán vào phút chót, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow vẫn để ngỏ đàm phán với Ukraine. Song Kiev không có thiện chí khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. Do vậy, để nối lại hòa đàm, Kiev trước tiên phải hủy bỏ sắc lệnh đó và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Moscow cảnh báo, Kiev càng chậm trễ nối lại đàm phán, các điều kiện sau này sẽ càng khó khăn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố, mọi cuộc hòa đàm với Nga nếu diễn ra đều phải dựa trên cơ sở công thức hòa bình 10 điểm Ukraine, hay nói cách khác, phải dựa vào điều khoản mà Kiev đưa ra. Ông Zelensky và giới chức Ukraine đã ra sức kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công thức hòa bình này. Tuy nhiên, Moscow nêu rõ, mọi đàm phán về xung đột hiện nay nếu không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã đề cập đến điều này trong cuộc họp với đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy tại Moscow tuần trước. Ông Galuzin nhấn mạnh, bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia và xem xét lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, các tối hậu thư mà Ukraine và phương Tây đưa ra cho Nga hay việc thúc đẩy các hình thức đối thoại liên quan chỉ gây tổn hại đến triển vọng giải quyết xung đột và không thể coi là cơ sở giải quyết xung đột. Trong một diễn biến liên quan khác, hôm ngày 4 tháng 3, phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Budapest, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhấn mạnh sự quan tâm của ông đến một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột kéo dài 2 năm ở Ukraine. Ông Orbán cho biết, Hungary, một thành viên của NATO và giáp Ukraine, từ lâu đã tìm cách duy trì lập trường trung lập với Nga. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Hungary, thời gian trôi qua, Nga ngày càng giành được nhiều vùng lãnh thổ hơn và ngày càng tiến gần hơn đến biên giới Hungary. Điều này hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của đất nước ông Orbán nói. Hành động hợp lý duy nhất của chính phủ Hungary là đặt cược vào sự trở lại của ông Donald Trump, cơ hội duy nhất trên thế giới để đạt được một thỏa thuận hòa bình tương đối nhanh chóng mà là sự thay đổi chính trị ở Mỹ. Và điều này có liên quan đến việc ai là Tổng thống. Thủ tướng Orbán đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine hoặc cho phép vũ khí vào Ukraine đi qua lãnh thổ Hungary. Ông cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, cho rằng chúng gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn Nga và chỉ đồng ý với các gói trừng phạt kinh tế sau khi đảm bảo một số miễn trừ và nhượng bộ nhất định cho Hungary. Thủ tướng Orbán là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tán thành chiến dịch tranh cử thành công của ông Trump năm 2016 và ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của ông Trump vào năm 2020. Năm ngoái, nhà lãnh đạo Hungary tán thành việc ông Trump tranh cử vào Nhà Trắng, nói rằng nếu ông Trump là tổng thống đương nhiệm sẽ không có cuộc chiến gây đau khổ cho châu Âu và Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine gần đây thông báo đã bắn hạ xe tăng T-90M Proriv và T-80 BVM của Nga gần làng Tunenke thuộc khu vực Avdiivka. Điều này đã được đơn vị Shadow thông báo trên kênh Telegram của mình. Những phương tiện chiến đấu bị phá hủy ngay cổng làng. Sau đó, trang Usin đã xác định được toàn bộ nơi phương tiện phá hủy.
rất có thể các tổ lái đã bỏ xe tăng của họ. Sau đó, những chiến xa nổi trên đã bị máy bay không người lái cầm từ của Ukraine phá hủy. Hình ảnh ghi lại từ thực địa cho thấy, xe tăng T-90M và T-80BVM bị cháy nặng từ bên trong, nên có thể kết luận là chúng không thể phục hồi được. Trước đó, vào ngày 28 tháng 2, hình ảnh từ thực địa cho biết, quân đội Nga đã mất 25 xe bọc thép trên đoạn đường dài 300m gần làng Novomikhailivka thuộc vùng Donetsk, khiến đây trở thành con đường tử thần. Có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm thiết giáp bánh xích MTLB bị phá hủy và bỏ lại bên đường. Đến ngày 2 tháng 3, có thông tin cho rằng một cuộc tấn công khác đã bị đẩy lùi ở khu vực Novomikhailivka. Theo thống kê của trang Osin Oryx, dựa trên hình ảnh thu được, trong cuộc chiến toàn diện, quân đội Nga đã mất khoảng 67 chiếc T-90M Prorib. Con số này bao gồm cả phương tiện chiến đấu bị phá hủy, hư hỏng, bị bỏ rơi và bị bắt giữ. Trong khi đó, Nga đã mất ít nhất 128 chiếc T-80BVM, trong đó có 11 chiếc thuộc biến thể mới nhất sản xuất năm 2022. Gần đây có thông tin cho rằng, binh sĩ Nga đã nhận được một lô T-80BVM mới. Chúng đã tích hợp sẵn lớp bảo vệ tháp pháo và hai bên hông. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị thêm mô đun bảo vệ, có thể tháo rời nhanh chóng dạng mái tre, lần đầu tiên được trình diễn vào năm 2023, có tác dụng bảo vệ chiến xa khỏi cú đánh từ trên cao của tên lửa Javelin hay máy bay không người lái cảm tử dạng FPV. T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 do Liên Xô phát triển. Mục tiêu chính của việc nâng cấp T-80BVM là nâng cao khả năng chiến đấu của xe tăng và kéo dài thời gian hoạt động. T-80BVM có trọng lượng chiến đấu khoảng 46 tấn. Xe tăng được trang bị động cơ tua bin khí, tạo ra công suất 1.250 mã lực, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 80 km/h trên đường trường và 45 km/h trên địa hình, phạm vi hoạt động 500 km. Xe tăng có tổ lái gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và lái xe. Khả năng bảo vệ của T-80BVM vượt xa so với phiên bản tiền nhiệm, bởi chúng được trang bị các tấm giáp phản ứng Relit giúp tăng cường khả năng bảo vệ kíp chiến đấu khỏi tên lửa chống tăng và đạn nổ hít. Xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn 125mm, có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn xuyên giáp APFSDS và đạn chống tăng nổ mạnh HEAT. Ngoài ra, phương tiện này cũng được lắp đặt súng máy 7,62mm và súng máy 12,7mm để phòng không. T-80BVM có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, bao gồm máy tính đạn đạo và kính ngắm ảnh nhiệt, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và khả năng phát hiện mục tiêu. Cuối tuần qua, truyền thông Nga đã công bố bản ghi âm cuộc điện đàm dài 38 phút giữa các quan chức quốc phòng cấp cao của Đức nhằm thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng như khả năng Kiev triển khai một cuộc tấn công vào mục tiêu là cây cầu ở bán đảo Crimea. Giới chức Nga đã lên tiếng yêu cầu Đức giải thích về thông tin nói trên. Chia sẻ trên Telegram, tổng biên tập kênh truyền hình RT của Nga, bà Margarita Simonian cho biết, trong cuộc ghi âm đó, quan chức quốc phòng cấp cao của Đức thảo luận về cách thức đánh bom cầu Crimea. Cũng theo bà Simonian, cuộc thảo luận này diễn ra vào ngày 19 tháng 2 và giới chức Đức cũng đề cập đến khả năng tổ chức chuyến công du sang Ukraine ngày 21 tháng 2 để tham gia điều phối các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng yêu cầu giới chức Đức cần có lời giải thích rõ ràng. Bà Zakharova nhấn mạnh, họ cần cung cấp bằng chứng ngay lập tức, bất kỳ nỗ lực nào nhằm né tránh câu trả lời sẽ bị coi là lời thú tội. Ngay sau đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận đoạn ghi âm do đài truyền hình nhà nước Nga công bố là xác thực và mô tả vi phạm an ninh là rất nghiêm trọng, đồng thời cam kết giới chức Đức đang điều tra một cách cực kỳ cẩn trọng, toàn diện và nhanh chóng. Mặt khác, giới chức Đức cho rằng Nga cố ý rò rỉ đoạn ghi âm nhằm gây sức ép khiến Berlin cuối cùng sẽ phải từ bỏ ý định cung cấp Taurus cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cáo buộc Moscow đang phát động một cuộc chiến thông tin nhằm gây chia rẽ nội bộ. Bộ trưởng Pistorius nói, vụ việc không chỉ đơn thuần là chặn và công bố một cuộc trò chuyện. Nó là một phần của cuộc chiến thông tin mà Nga đang tiến hành. Đó là một cuộc tấn công làm sai lệch thông tin nhằm chia rẽ, làm suy yếu sự đoàn kết của chúng ta. Đài ARD của Đức đánh giá vụ rò rỉ thông tin này là thảm họa đối với ngành tình báo của Đức. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi tạp chí Der Spiegel tiết lộ, cuộc điện đàm này được tiến hành trên nền tảng WeBack thay vì một kênh liên lạc bí mật của quân đội Đức. Được biết, WeBack Meeting là phần mềm họp trực tuyến nổi tiếng của Cisco Mỹ và đang được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động họp hành thông thường. Đáng nói, trong cuộc điện đàm bị rò rỉ, giới chức quân đội Đức thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn gần 500 km cho Kiev,
trong khi đây là điều mà chính Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng nhiều lần công khai bác bỏ. Washington Post dẫn lại nội dung trong cuộc điện đàm cho biết, giới chức quốc phòng Đức đã nhận định việc vận chuyển và triển khai nhanh chóng tên lửa Taurus tới Ukraine chỉ có thể thực hiện nếu có sự trợ giúp của quân đội Đức. Đồng thời, Berlin có thể huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa nhưng việc đó sẽ mất nhiều tháng. Trong cuộc họp, các quan chức quốc phòng Đức còn thảo luận liệu tên lửa có thể bắn trúng cây cầu quan trọng bắc qua eo biển Kerch, nối Nga với bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà nước này sắp nhập bất hợp pháp từ Ukraine hay không. Họ cũng bàn đến việc sử dụng các loại tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scalp mà Anh và Pháp cung cấp cho quân đội Ukraine. Đề cập đến thông tin Anh đã triển khai một số người trên thực địa ở Ukraine trong quá trình đưa tên lửa Storm Shadow tới Ukraine. Theo giới quan sát, nếu những thông tin mà phía Nga cung cấp là sự thật, rõ ràng đã có sự mâu thuẫn trong chiến lược đối phó với Nga ở Ukraine, không chỉ giữa nội bộ chính quyền Đức mà còn cả giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz với lãnh đạo Anh và Pháp. Bởi trước đó chính ông Scholz thừa nhận, nếu Đức hỗ trợ Ukraine tên lửa Taurus, họ sẽ không thể kiểm soát loại tên lửa với tầm bắn gần 500 km này sẽ nhắm tới đâu. Ông Scholz chia sẻ với AP rằng, Đức không thể kiểm soát và theo dõi mục tiêu như cách Anh và Pháp thực hiện khi cung cấp tên lửa cho Ukraine. Bất cứ ai hiểu về những hệ thống tên lửa này đều biết rõ điều đó. Theo Washington Post, tuyên bố trên của ông Scholz như gáo nước lạnh tạt vào giới chức Anh và Pháp. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, bà Alicia Keynes, đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của ông Scholz là cái tát vào mặt đồng minh và chỉ trích những thông tin mà ông Scholz cung cấp về việc binh sĩ Anh và Pháp tham gia vận hành hệ thống tên lửa mà hai nước nói trên bàn giao cho phía Ukraine là sai trái và vô trách nhiệm. Trong bối cảnh cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang diễn ra sôi nổi, ngành tiền điện tử được cho là đang có tác động mạnh khi chi hàng triệu đô la Mỹ vào các cuộc tranh cử sơ bộ siêu thứ ba ở California, Alabama và Texas để tăng cường ủng hộ các ứng cử viên thân thiện với loại tiền này và đánh bại những người muốn siết chặt quy định. Màn thể hiện của các ứng cử viên thân thiện với tiền điện tử trong ngày 5 tháng 3 tới sẽ cho thấy mức độ ảnh hưởng mà các ông chủ sàn giao dịch tiền ảo có thể tạo ra trong kết quả bầu cử tháng 11. Theo dữ liệu phân tích từ OpenSecrets, nhóm nghiên cứu theo dõi dòng tiền trong chính trị Mỹ, các siêu Super Political Action Committee, gọi tắt là PAC, siêu ủy ban vận động chính trị mới xuất hiện trong cuộc bầu cử năm nay, bao gồm Fairsec, Protect Progress và Defense American Jobs, đều nhận hỗ trợ từ hai sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và Winklevoss. Hai sàn này đã chi ít nhất 13 triệu đô la Mỹ trong các cuộc đua sơ bộ vào ngày 5 tháng 3. Một quan chức miêu tả đây mới chỉ là khởi đầu. Người phát ngôn của quỹ Fairsec, ông Josh Blasto cho biết, cộng đồng tiền điện tử đang chơi trò chính trị để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ tạo ra ảnh hưởng và tác động trong các cuộc đua tìm kiếm những ứng cử viên phù hợp với chương trình nghị sự và tầm nhìn của chúng tôi. Tổng cộng, ba siêu PAC đã huy động được gần 102 triệu đô la Mỹ trong vòng một năm, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Trong những tháng gần đây, ngành tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ. Bitcoin đã đạt giá trị mức cao mới vào tuần trước. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Katie Porter, người đang tranh cử vào Thượng viện, là mục tiêu đánh bại của các quỹ độc lập trên. Fairsec đã chi hơn 10 triệu đô la Mỹ để tìm cách thuyết phục cử tri không bỏ phiếu cho bà Porter, bao gồm cả việc quảng bá trên truyền hình và phương tiện kỹ thuật số trên toàn tiểu bang. Năm 2022, bà Porter cùng với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tham gia điều tra thông tin từ nhà điều hành lưới điện của bang Texas về các hoạt động khai thác tiền điện tử trong bang. Bà cũng muốn điều tra xem ngành tiền điện tử ảnh hưởng thế nào tới biến đổi khí hậu và lưới năng lượng khi sử dụng nhiều điện. Theo báo Anh Guardian, trong một bài phát biểu, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Porter là Lindsay Riley cho hay, siêu PAC mờ ám này đang chi hơn 10 triệu đô la Mỹ để đuổi bà Katie ra khỏi chính phủ vì họ biết bà ấy sẽ đứng lên bảo vệ người dân California. Protect Progress cũng đã chi khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ để ủng hộ Somary Pictures, một đảng viên Đảng Dân Chủ từng làm phó tránh văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đang tranh cử ở bang Alabama. Trang web vận động của ông Somary ghi rõ, nếu được bầu, ông cam kết nắm lấy những cơ hội mới về các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử để kích thích đổi mới và tiến bộ công nghệ. Tại bang Texas, Protect Progress đã chi khoảng 962.000 đô la Mỹ để hỗ trợ cho nghị sĩ Đảng Dân Chủ Julie Johnson. Trong khi đó, siêu PAC Defend American Jobs đã chi hơn 1 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nghị sĩ John Bradford đệ tam và nghị sĩ Tim Moore, cả hai đều thuộc Đảng Cộng hòa ở Bắc Carolina. Hiện Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ chênh lệch nhỏ, có nghĩa là các thành viên quốc hội riêng lẻ có thể đóng vai trò then chốt trong việc thông qua luật. Giám đốc phụ trách chính sách Mỹ tại sàn giao dịch Coinbase là Kara Canvert cho biết, chúng tôi có những ứng cử viên không chỉ cởi mở trong việc tìm hiểu về tài sản kỹ thuật số, mà còn thực sự kêu gọi quốc hội và các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy hành động liên quan. Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến, cũng đứng sau một nhóm phi lợi nhuận có tên Stand With Crypto Alliance, hiện có 315.000 thành viên,
nhằm mục đích tổ chức các cử tri sở hữu tiền điện tử và gây ảnh hưởng đến dư luận. Sự quan tâm của ngành này đối với cuộc bầu cử năm 2024 xuất phát từ một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất bị phát giác. Năm ngoái, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án tội danh ăn cắp tiền của khách hàng. Các công tố viên cáo buộc ông Bankman-Fried đã sử dụng số tiền đó để quyên góp hơn 100 triệu đô la Mỹ cho các chiến dịch chính trị ở Mỹ. Người này cũng đã chi khoảng 40 triệu đô la Mỹ cho hầu hết các nhóm và chiến dịch liên kết với Đảng Dân Chủ. Một bản cáo trạng cũng cáo buộc Bankman-Fried đã chỉ đạo hai giám đốc điều hành FTX lách giới hạn đóng góp khi quyên góp 9,7 triệu đô la Mỹ cho các đảng viên Đảng Dân Chủ và hơn 24 triệu đô la Mỹ cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong năm 2022. Năm nay sẽ có 15 bang gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont và Virginia cùng một vùng lãnh thổ là Samoa tổ chức bầu cử sơ bộ hoặc họp đảng vào siêu thứ ba để chọn ra các ứng cử viên tổng thống. Ngoài ra, kết quả bỏ phiếu kín sau cuộc họp đảng của phe Dân Chủ tại bang Iowa được tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện cũng sẽ được công bố vào ngày này. Siêu thứ ba sắp tới sẽ phân bổ 854 trên 2.429 đại biểu của Đảng Cộng Hòa và 1.429 trên 3.933 đại biểu của Đảng Dân Chủ cho các ứng cử viên. Theo thông lệ các năm, công tác kiểm phiếu bầu siêu thứ ba năm nay sẽ cơ bản được hoàn tất vào rạng sáng ngày 6 tháng 3, mặc dù một số bang có thể công bố người chiến thắng ngay trong tối 5 tháng 3. Hàn Quốc hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi nhóm người trẻ tại quốc gia này ngày càng ngại kết hôn và sinh con. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, có 193.673 cặp kết hôn vào năm 2023, giảm 40% so với con số 322.807 cặp kết hôn năm 2013. Tuy nhiên, so với năm 2022, con số năm 2023 đánh dấu mức tăng 1%, tức là có thêm 1.983 cuộc hôn nhân. Năm 2022, số cuộc hôn nhân giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục là 191.690. Tình trạng suy giảm số lượng các cuộc hôn nhân đã kéo dài suốt 11 năm tại Hàn Quốc, từ 2012 đến năm 2022. Một báo cáo khác do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố cho thấy nguyên nhân khiến tỷ lệ kết hôn giảm 40% trong vòng một thập niên là thay đổi các chuẩn mực xã hội. Theo kết quả của báo cáo, vào năm 2022, khoảng 1/3 người Hàn Quốc trong nhóm tuổi từ 19 đến 34 có quan điểm tích cực về việc kết hôn. Năm 2012, con số này là 56,5%. Xét theo giới tính, 43,8% nam giới bày tỏ quan điểm tích cực, trong khi con số tương ứng ở nữ giới là 28%, giảm so với mức 66,1% và 46,9% cách đó một thập niên. Xét theo độ tuổi, thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không muốn kết hôn. Tỷ lệ kết hôn ở nhóm tuổi từ 25 đến 29 giảm từ 59,5% năm 2012 xuống còn 36,1% năm 2022. Trong khi đó, nhóm 30 đến 34 tuổi mong muốn kết hôn cao nhất ở mức 39,2% nhưng cũng giảm nhiều so với 54,3% cách đây 10 năm. Đối với giới trẻ Hàn Quốc, trở ngại lớn nhất đối với hôn nhân là các vấn đề khó khăn về tiền bạc. Tỷ lệ người được hỏi cao nhất là 33,7% cho rằng thiếu nguồn tài chính là trở ngại chính cho hôn nhân. Tiếp theo là 17,3% bày tỏ sự thiếu cần thiết cho hôn nhân. Những thách thức khác bao gồm lo ngại về gánh nặng sinh con và nuôi con ở mức 11% và điều kiện làm việc không ổn định ở mức 10,2%. Hồi năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 230.000 trẻ sơ sinh ra đời, phản ánh mức giảm 7,7% so với con số 249.186 của năm trước đó. Nó thể hiện mức giảm 47,3% so với một thập kỷ trước, khi số lượng trẻ sơ sinh ở mức 436.455. Trong khi đó, theo thống kê Hàn Quốc, cũng trong năm ngoái, tỷ lệ sinh tại quốc gia này đã giảm xuống 0,72, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp có tỷ lệ sinh dưới 1 kể từ năm 2018. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã thấp hơn đáng kể so với mức 2,1 được coi là cần thiết để duy trì dân số ổn định. Dữ liệu cho thấy con số hàng quý đã giảm xuống mức gây sốc là 0,65 trong 3 tháng cuối năm 2023. Cơ quan thống kê dự đoán con số hàng năm sẽ giảm xuống 0,68 trong năm nay. Truyền thông gần đây đưa tin, Trung Quốc đang có kế hoạch thiết lập hệ thống giám sát toàn diện trên mặt trăng sau khi tận dụng những thành công của mạng lưới giám sát khổng lồ Skynet của nước này. Mục tiêu của hệ thống giám sát này là đảm bảo an ninh cho cơ sở trên mặt trăng sắp tới của Bắc Kinh. Các cơ quan đứng sau dự án cho biết những bài học về Skynet sẽ giúp họ xây dựng và vận hành hệ thống giám sát quang học cho trạm nghiên cứu mặt trăng của Trung Quốc. Skynet là hệ thống giám sát video lớn nhất thế giới với hơn 600 triệu camera, có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động diễn ra tại quốc gia tỷ dân. Trong một báo cáo, Trung tâm Kỹ thuật Vũ trụ và Thám hiểm Mặt trăng của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA cho biết,
việc xây dựng và vận hành hệ thống giám sát quang học cho trạm nghiên cứu mặt trăng có thể được rút ra kinh nghiệm từ thành công của dự án Skynet. Phiên bản Skynet của Trung Quốc sẽ bao gồm một số lượng lớn camera an ninh hiệu suất cao hoạt động trong vùng ánh sáng nhìn thấy hoặc vùng hồng ngoại. Báo cáo cho biết, những chiếc camera này chủ yếu chỉ nặng 100 gram sẽ được trang bị chip để điều khiển trí tuệ nhân tạo AI có khả năng xác định, định vị, theo dõi và nhắm vào các mục tiêu đáng ngờ một cách độc lập. Nếu phát hiện sự bất thường, hệ thống sẽ kịp thời tạo ra tín hiệu cảnh báo và bắt đầu các biện pháp ứng phó thích hợp. Sau khi đến mặt trăng theo từng đợt, các camera sẽ tự động kết nối với nhau đạt được phạm vi bao phủ liền mạch của khu vực trạm. Trạm nghiên cứu mặt trăng với bán kính hơn 6 km là một khu phức hợp rộng lớn. Nó sẽ có một trung tâm chỉ huy, nhà máy điện, trung tâm liên lạc, cơ sở khoa học và một đội robot. Trạm cũng sẽ có các vệ tinh riêng để viễn thám, điều hướng và liên lạc. Một nghiên cứu được công bố vào tuần trước trên tạp chí y khoa New England cho thấy những bệnh nhân đã hồi phục sau COVID-19 bị suy giảm nhận thức tương đương với chỉ số IQ giảm 3 điểm so với những người chưa từng mắc bệnh này. Trong khi đó, những người tham gia nghiên cứu có các triệu chứng dai dẳng và chưa được điều trị triệt để có chỉ số IQ giảm 6 điểm. Tác động của COVID-19 càng rõ rệt hơn với những người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU với mức giảm IQ lên tới 9 điểm so với những người chưa mắc COVID-19. Đồng thời, các nhà khoa học nhận thấy một lợi thế nhỏ về nhận thức ở những người tham gia tiêm phòng nhiều lần. Tổng cộng có 800.000 người được mời tham gia nghiên cứu trên với khoảng 113.000 người hoàn thành nghiên cứu. Những người tham gia được yêu cầu làm các bài kiểm tra trực tuyến để đánh giá khả năng nhận thức của họ. Theo nghiên cứu, có nhiều yếu tố cơ bản gây nên tình trạng suy giảm nhận thức hậu COVID-19. Các nhà nghiên cứu cho biết, kết quả của chúng tôi xác nhận mối liên hệ giữa tình trạng suy giảm nhận thức với sự thay đổi tâm trạng mệt mỏi cũng như với nhiều triệu chứng khác. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng khẳng định rằng những người bị suy giảm nhận thức do các triệu chứng COVID-19 dai dẳng sau này vẫn có thể phục hồi khả năng nhận thức về ngang mức của những người đã hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, một trong những lưu ý chính của nghiên cứu là thiếu dữ liệu về mức IQ của người tham gia trước khi họ mắc bệnh COVID-19. Điều đó có nghĩa là khả năng nhận thức của họ được đo lường dựa trên những người không mắc bệnh, chứ không phải là khả năng vốn có của chính họ. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới đã có tổng cộng 774 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 7 triệu ca tử vong được ghi nhận. Ngoài tình trạng suy giảm nhận thức rõ rệt, những tác động lâu dài của COVID-19 có thể bao gồm các triệu chứng đau mãn tính, khó thở, đau ngực và mệt mỏi.